Ngọc Nguyễn Shop hôm nay tiếp tục giới thiệu thêm anh em một dòng sản phẩm máy xay sinh tố hàng Nhật Bãi các bạn nhé. Thì một số anh em thích các dòng sản phẩm mà bình bằng nhựa thì mình lọc được đúng 40 em, lọc được 3 em có sử dụng là bình nhựa các bạn nhé. Dung tích 500 ml này, 600 ml này và 700 ml này. Thực ra cái dung tích này anh em có thể thêm một chút nữa vì theo sản xuất ví dụ nó ghi đề 600 nhưng nhắm để thêm được khoảng tầm 700-800. Đấy, tương tự vậy thôi anh em nhé. Đây đây, ví dụ nó ghi đến 500, anh em có thể thêm được tầm 100 nữa là 600. Đấy, tùy anh em, có thể tùy vào cái món ăn, cách sử dụng của anh em nhé. Đây cũng có ba cái thương hiệu cho anh em từ thấp đến lớn nhé. Cái này thương hiệu Win này, cũng là một thương hiệu hay của cái dòng Nhật Bãi các bạn nhé. Em này 120W này các bạn nhé. Đấy, dung tích thực là 500 ml và anh em có thể sử dụng lên đến 600 ml được, để 5 lít đó đến cái vạch này anh em nhé. Cái này thì nó là hàng gần như mới tinh luôn. Rồi nó thêm cả cái cối để anh em xay hạt tiêu này. Thì với dung tích nhỏ này thì anh em có thể xay một ít cua ruốc rạm để nấu canh trước đấy, hoặc là xay một ít gì đó. Cái này thì anh em xay nhiều khi là anh em bỏ anh búng luôn, là lấy này thay bằng cái cốc luôn các bạn nhé. 500 ml luôn. Nhưng anh em làm hay sử dụng mà sản phẩm chứa lăng ấy, thì tận dụng luôn cốc là để làm bình uống luôn các bạn nhé. Đấy. Cộng với một cái xay gia vị đây, mới tinh em này, rất là mới. Cái này thì sử dụng đơn giản thôi, một công tắc là xong. Bánh chạy rất là giòn anh em nhé. Phía bên trong này, đấy, bánh có cả răng cưa luôn mọi người nhé. Em này thì mình bán là 500.000. Đấy, 500.000. Tiếp theo là một em đến từ cái thương hiệu Brulo này. Thương hiệu này thì một năm trước mình về dòng rất là nhiều, mà cháy hàng dòng này cực kỳ là khỏe luôn. Cho anh xem qua cái thông số đây. Mua được sản phẩm IOE 022. Con này công suất bạn lên đến 250W nhé. Con này thực ra là các bạn cho gạo, các bạn xay mình đảm bảo thành cám luôn nhé. Cực kỳ là khỏe. Dung tích là 600 ml đến đây thôi. Anh em lên đến 800 ml cũng được các bạn nhé. Đây, công tắc thì là trên là chế độ chậm tới độ nhanh. Nghe nghe đi. Em này rất ok anh em nhé. Bình nhựa ít khi bị vỡ này. Đấy, em này là 600 ml. Tiếp theo em cao hơn, cũng 700 ml, nhưng mà anh em có thể dùng đến 750-800. Đến thương hiệu Lationa các bạn nhé. Em này thì cũng là bình nhựa luôn. Rồi, lưỡi quá đẹp luôn. Lưỡi cong nhá, cong rất ngút lên trên luôn. Bình nhựa nhựa rất là dày. Thằng na tiêu na anh nhìn nó dày này. Đấy, nó mỏng này mà. Đấy, những dòng đời trước nó đều làm rất là chắc chắn và an toàn các bạn nhé. Bình nhựa luôn. Đây, ba trên ba dưới này rất là đẹp luôn. Màu ngả theo thời gian. Đấy, vàng nhạt anh em nhé. Cái này thì công tắc các bạn chạy cho mình là được rồi. Đấy, rất là ok. Em na tiên na này là 600.000 anh em nhé. Đấy, anh em nào mà chuyển khoản mình bao ship cho các bác luôn. 500, 500 và 600.000 ba em dòng cốc nhựa cho anh em nhé. Anh em cần thì alo cho mình qua số điện thoại là 0979 665 264. Thì ngoài ra mình còn rất nhiều các sản phẩm bằng cốc thủy tinh nữa, anh em có nhu cầu được alo cho mình nhé. Máy xay yên tố và máy xay thịt.